Tuy nhiên, giai đoạn đóng đô ở Nam Kinh chỉ dài 34 năm, sau đó nhà Minh cho rời đô tới Bắc Kinh. Đến thời chính quyền Trung Hoa Dân Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo cũng chỉ tồn tại 37 năm. Sau đó, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập quyết định chọn Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc cho tới ngày nay. Chính những kết cục bi thảm này khiến nhiều người tin vào những gì khi Tần Thủy Hoàng mới thống nhất thiên hạ, đóng đô tại kinh thành Hàm Dương, một thầy phong thủy đã từng bày tỏ lo ngại về vương khí của một vùng đất nhỏ ở phía Nam. Vùng đất này chính là Nam Kinh ngày nay. Lo sợ vương khí trên sẽ hun đúc một vị hoàng đế khác để xoán ngôi mình, Tần Thủy Hoàng đã theo lời tên thầy phong thủy mà phá núi, chôn vàng và cúng tế hàng tháng trời để dập tắt luồng dương khí. Chính vì chuyện chôn vàng phá núi này mà người ta đặt tên cho thành ở đây cái tên dân gian là Kim Lăng hay Mổ Vàng. Kim Lăng còn có cái tên đồng trời khác là Mặt Lăng vì những hành động của Tần Thủy Hoàng đã tàn phá phong thủy vùng đất này một cách nghiêm trọng. Kim Lăng đã là một trong những chiến trường đẫm máu nhất trong chiến tranh Hán Sở khi mà hai quân đều cố giành cho bằng được vị trí chiến lược quan trọng này. Nam Kinh là thành phố được biết đến là cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng của Trung Quốc. Năng lực sản xuất điện tử, hóa chất đứng hàng thứ hai so với những thành phố khác trong cả nước. Thành phố này còn là trung tâm giáo dục, nghiên cứu, giao thông vận tải và du lịch trong suốt lịch sử Trung Hoa thời cận đại. Nam Kinh là thành phố trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Đông Trung Quốc sau Thượng Hải. Ngoài ý nghĩa lịch sử, Nam Kinh còn là trung tâm giáo dục và văn hóa, nơi có nhiều trường đại học danh tiếng bao gồm Đại học Nam Kinh. Ngày nay, Nam Kinh là một đô thị hiện đại, vẫn gìn giữ được nét quyến rũ lịch sử của mình. Đại Vận Hà, di sản thế giới được UNESCO công nhận, là biểu tượng trường tồn cho tầm quan trọng lịch sử và kinh tế của Giang Nam. Với chiều dài hơn 1.777 km, đây là tuyến đường thủy nhân tạo dài nhất thế giới, nổi Bắc Kinh ở phía Bắc với Hàng Châu ở phía Nam. Được xây dựng trong nhiều thế kỷ, Đại Vận Hà đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thống nhất Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hình thành nên cảnh quan văn hóa của Giang Nam. Ngày nay, mặc dù không còn là tuyến đường thương mại chính như trước đây, Đại Vận Hà vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và văn hóa to lớn. Đi dọc theo kênh đào, người ta có thể chứng kiến di sản lâu đời của kỳ quan kỹ thuật này và tác động của nó đối với cuộc sống và sinh kế của người dân Giang Nam. Phía tây Giang Tô là tỉnh An Huy, một vùng đất nằm sâu trong lục địa, nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ, những ngôi làng cổ kính và di sản văn hóa phong phú. Cảnh quan của An Huy được tạo nên bởi Hoàng Sơn, di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với vẻ đẹp ngoạn mục. Những đỉnh núi nhấp nhô, thường xuyên chìm trong sương mù, đã truyền cảm hứng cho các nhà thơ và họa sĩ trong nhiều thế kỷ, mang lại cho chúng một vị trí nổi bật trong nghệ thuật và văn học Trung Quốc. Làng cổ Tây Đế và Hồng Thôn cũng là di sản thế giới được UNESCO công nhận, mang đến cái nhìn thoáng qua về kiến trúc truyền thống và lối sống của vùng nông thôn Trung Quốc. Những ngôi làng được bảo tồn tốt này, với những ngôi nhà đen trắng đặc trưng, những con đường và nhà thờ tổ tiên, đưa du khách trở về thời gian. An Huy cũng nổi tiếng với văn hóa trà, đặc biệt là loại trà Hoàng Sơn Mạo Phong, nổi tiếng với hương vị tinh tế và thơm ngon. Các đồn điền trà bao phủ các sườn núi Hoàng Sơn, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ và góp phần vào nền kinh tế địa phương. Hoàng đế Càn Long, vị hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh, nổi tiếng với tình yêu dành cho nghệ thuật, văn hóa và du lịch. Trong thời gian trị vì, ông đã thực hiện 6 chuyến vị hành lớn đến miền Nam Trung Quốc, trong đó Giang Nam là điểm đến yêu thích đặc biệt. Sự say mê của Càn Long với Giang Nam bắt nguồn từ vẻ đẹp của cảnh quan, sự thịnh vượng kinh tế và danh tiếng của khu vực là trung tâm học thuật và nghệ thuật. Ông đặc biệt bị thu hút bởi những khu vườn cổ điển của Tô Châu, vẻ đẹp thanh bình của Tây Hồ ở Hàng Châu và sự phong phú văn hóa của Nam Kinh. Trong các chuyến thăm của mình, Càn Long đã sáng tác nhiều bài thơ, tranh vẽ và thư pháp lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Giang Nam. Các chuyến thăm của ông đã thu hút các nghệ sĩ, học giả và thương gia từ khắp Trung Quốc, góp phần vào sự hưng thịnh của nghệ thuật, văn học và thương mại. Tô Châu, một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô, nổi tiếng với những khu vườn cổ điển tinh tế, được xem như là thiên đường nơi hạ giới. Những khu vườn này được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đại diện cho đỉnh cao của nghệ thuật thiết kế vườn cảnh Trung Quốc, kết hợp giữa nghệ thuật, thiên nhiên và triết học. Những khu vườn của Tô Châu được đặc trưng bởi thiết kế tỉ mỉ, kết hợp các yếu tố như nước, đá, cây cối và kiến trúc để tạo nên những cảnh quan hài hòa và đẹp mắt. Mỗi khu vườn đều có bố cục và thiết kế riêng biệt, phản ánh thị hiếu và triết lý cá nhân của người tạo ra nó.
Những khu vườn của Tô Châu không chỉ là nơi có cảnh đẹp mà còn là sự phản ánh triết lý và thẩm mỹ của người Trung Quốc. Những đóng góp văn hóa của Giang Nam vượt xa những kỳ quan kiến trúc và di tích lịch sử. Khu vực này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình nghệ thuật, văn học, triết học và ẩm thực Trung Hoa, để lại dấu ấn không thể phải mờ trong bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà thơ Lý Bạch, thời nhà Đường, đã từng viết về vẻ đẹp của Giang Nam, ví nơi đây như một vùng đất của lúa và cá, với lửa là và trà ngon tràn đầy. Giang Nam cũng nổi tiếng với nền ẩm thực, được đặc trưng bởi hương vị tinh tế, nguyên liệu tươi ngon và chú trọng hải sản. Tinh thần của Giang Nam được đặc trưng bởi sự pha trộn độc đáo giữa sự tinh tế về văn hóa, năng động về kinh tế và sự đánh giá sâu sắc về vẻ đẹp và sự hài hòa. Giang Nam, vùng đất phía nam sông Dương Tử, là vùng đất kết tinh linh hồn Trung Hoa. Từ những phong cảnh đẹp như tranh vẽ và những thành phố cổ kính đến lịch sử phong phú và những đóng góp văn hóa, Giang Nam mang đến một hành trình xuyên thời gian, hé lộ tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa. Giang Tô, với những thành phố sấm uất và sức mạnh kinh tế, là minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, trong khi Ân Huy, với phong cảnh núi non hùng vĩ và những ngôi làng cổ kính, mang đến cái nhìn thoáng qua về truyền thống nông thôn của đất nước. Di sản văn hóa của Giang Nam vô cùng rộng lớn và trường tồn, bao gồm nghệ thuật, văn học, triết học, ẩm thực và lối sống tiếp tục thu hút con người. Hành trình khám phá Giang Nam là hành trình đến với trái tim của Trung Quốc, một trải nghiệm khó quên để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn.